Người đứng đầu công ty điều hành dự trữ khí đốt tự nhiên của Latvia khẳng định các nước vùng Baltic gồm Latvia, Estonia và Litva đã không còn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Động thái diễn ra khi sau khi Nga yêu cầu các quốc gia thiếu thân thiện thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp trong bối cảnh Moscow đang phải hứng chịu biện pháp trừng phạt nặng nề từ Mỹ và châu Âu liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Bộ Năng lượng Litva cho biết yêu cầu của Nga về thanh toán khí đốt bằng đồng rúp là vô nghĩa vì Litva không còn đặt hàng mua khí đốt của Nga và không có kế hoạch trả tiền cho hoạt động đó. Theo Bộ trưởng Năng lượng Litva, nước này là quốc gia đầu tiên trong khối EU cắt giảm hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga. Bộ này cho biết mạng lưới phân phối khí đốt của Litva vẫn hoạt động mà không có bất cứ nguồn cung nào từ Nga kể từ ngày 1 tháng 4, thời hạn chót mà ông Putin đặt ra cho việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Nga hiện cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt nhập khẩu của các quốc gia EU và khoảng 1/3 sản lượng dầu mỏ. Trước đó, Tổng thống Litva đã kêu gọi các thành viên EU cắt giảm cả khí đốt và dầu nhập khẩu từ Nga. Châu Âu phải ngừng mua khí đốt và dầu của Nga bởi Điện Kremlin đang sử dụng số tiền này để tài trợ cho việc phá hủy các thành phố của Ukraine và các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Tất cả các nguồn cung cấp khí đốt của Litva hiện giờ đều đến từ nhà ga nhập khẩu khí đốt Klaipėda LNG nằm trên bờ biển Baltic của nước này. Bộ Năng lượng Litva cho biết nhà ga trên sẽ tiếp nhận 3 chuyến hàng lớn mỗi ngày. Ngoài ra, khí đốt cũng có thể được cung cấp qua các tuyến liên kết với Latvia và Ba Lan trong trường hợp cần thiết. Liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Mỹ hiện đã cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, trong khi EU cũng tìm cách hạn chế phụ thuộc năng lượng vào Nga. Thưa quý vị, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố báo cáo cho biết Trung Quốc đại lục có 13.146 ca mắc mới COVID-19, là mức cao nhất kể từ đỉnh dịch COVID-19 đầu tiên cách đây 2 năm. Theo báo cáo trên, làn sóng dịch hiện nay do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đã xuất hiện tại hàng chục tỉnh thành. Trong số các ca mắc mới ghi nhận được, có 1.455 ca có triệu chứng và gần 12.000 ca không có triệu chứng. Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải của nước này trong một tháng qua đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay. Tuần này, chính quyền sở tại đã áp đặt lệnh phong tỏa gần như toàn thành phố trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng. Để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng truy vết các ca mắc COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, hệ thống bảo hiểm y tế công của Nhật Bản sẽ trả 70% chi phí cho các phương pháp điều trị hiếm muộn. Các phương pháp điều trị được đề cập bao gồm thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm. Trước đó, toàn bộ chi phí cho một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm là hơn 500.000 yên một ca, cao hơn thu nhập trung bình hàng tháng của một hộ gia đình Nhật Bản. Vì thế, nhiều gia đình dù có mong muốn có con, song vẫn còn e ngại vì khoản chi phí điều trị rất lớn này. Trước thực trạng đó, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra gói hỗ trợ từ bảo hiểm công với mong muốn khuyến khích các cặp vợ chồng tiếp nhận điều trị, nhất là với những người có thu nhập thấp. Trước chính sách hỗ trợ chi phí điều trị hiếm muộn, Nhật Bản cũng đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình trạng mất ổn định dân số tại nước này, cũng như mở rộng trợ cấp tài chính cho nhà trẻ và trợ cấp hàng tháng cho các gia đình có trẻ em. Năm 2021, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua sửa đổi luật nghỉ phép chăm sóc và giáo dục trẻ em, theo đó khuyến khích nam giới nghỉ phép tối đa 4 tuần để chăm sóc gia đình khi vợ sinh con. Những con gấu trúc đỏ và báo tuyết của vườn thú Dublin, Ireland đã được đưa đến một môi trường sống mới và quen thuộc. Môi trường sống này được sở thú mô phỏng chân thực theo cấu tạo của dãy Himalaya. Khu bảo tồn Himalaya Hills của vườn thú đã được Phó Thủ tướng Ireland công bố mở cửa sau thời gian trì hoãn kéo dài do đại dịch COVID-19. Giám đốc vườn thú Dublin cho biết ông vô cùng biết ơn chính phủ Ireland đã cung cấp gói cứu trợ trị giá 2 triệu euro sau khi vốn tài chính của vườn thú bị ảnh hưởng trong thời gian đóng cửa. Các loài động vật đang ổn định lại cuộc sống. Chúng tôi đã cố gắng tái tạo môi trường sống hoang dã trên dãy Himalaya. Cả gấu trúc đỏ và báo tuyết đều sống trên độ cao khá lớn. Ví dụ như báo tuyết sống ở độ cao trên 5.000 mét. Với việc mở cửa trở lại, du khách sẽ có thể đến tham quan gấu trúc đỏ và báo tuyết trong khu bảo tồn, được xây dựng giống nhất với môi trường sống của chúng. Các nhà thiết kế đã sử dụng địa hình tự nhiên của vườn thú để cố gắng tái tạo lại những sườn núi đá dốc của dãy Himalaya. Nỗ lực này đã cung cấp một khung cảnh chân thực hơn về môi trường sống cho các loài động vật. Trong khi các nước châu Âu đang phải vật lộn với tình trạng giá cả leo thang, với nguyên nhân chính là chi phí năng lượng tăng cao, thì một quốc gia ở khu vực này vẫn đứng ngoài cơn bão lạm phát, đó là Thụy Sĩ.
Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat, giá tiêu dùng ở 19 quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng 7,5% trong tháng 3. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, lạm phát ở khu vực Eurozone lập kỷ lục, cũng là mức cao nhất kể từ năm 1997. Trong khi đó, tại Thụy Sĩ, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn khá bình ổn. Hiện giá xăng có tăng, nhưng giá thực phẩm thì vẫn thế. Tôi chưa thấy mình bị ảnh hưởng gì cả. Thủy điện chiếm một phần lớn sản lượng điện của Thụy Sĩ. Đây là lợi thế giúp quốc gia này ít bị ảnh hưởng bởi giá dầu và giá khí đốt tăng cao như các nước khác. Năng lượng chỉ chiếm 5% trong rổ chỉ số giá tiêu dùng CPI của Thụy Sĩ so với 8% ở Mỹ và 10% ở Đức, nơi mà những người tiêu dùng bị ảnh hưởng nhiều hơn do sự tăng giá của nhiên liệu hóa thạch. Có nhiều lý do khiến giá dầu tăng ít ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát ở Thụy Sĩ. Thứ nhất, đồng franc Thụy Sĩ mạnh giúp cho việc nhập khẩu dầu ít tốn kém hơn. Thứ hai là hiệu quả sử dụng năng lượng cao của nền kinh tế Thụy Sĩ. Thứ ba là người dân Thụy Sĩ có thu nhập cao, chính vì vậy phần chi tiêu của họ cho năng lượng không nhiều. Ngoài ra, một trong những lý do khiến lạm phát ở Thụy Sĩ thấp là việc chi phí sinh hoạt tại quốc gia này vốn đã cao từ trước. Thụy Sĩ cũng có những biện pháp bảo vệ nhằm chống lại tình trạng giá nhập khẩu tăng cao và tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu giành được lợi thế trước các đối thủ nước ngoài. Đầu năm nay, Thụy Sĩ đã thay đổi hai điều luật nhằm ổn định giá cả. Đầu tiên là tăng cường luật cạnh tranh giúp ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài áp mức giá cao đối với Thụy Sĩ. Thứ hai là cấm hệ thống cản trở địa lý được các nhà bán lẻ sử dụng để hạn chế khách hàng trực tuyến mua những sản phẩm hay dịch vụ rẻ hơn từ các nền tảng nước ngoài bằng việc chuyển hướng họ đến các trang web của Thụy Sĩ. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố cho thấy nguy cơ biến chứng tim sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn đáng kể so với các trường hợp gặp phản ứng phụ hiếm gặp sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 bào chế theo công nghệ mRNA. CDC Mỹ đã phân tích các dữ liệu trên hồ sơ sức khỏe điện tử thu thập từ 40 hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Theo nghiên cứu trên, nguy cơ biến chứng tim sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mức cao hơn đáng kể so với nguy cơ sau khi tiêm vaccine mRNA, bất kể ở mũi thứ nhất, mũi thứ hai hay liều tăng cường, đối với tất cả các nhóm lứa tuổi và giới tính. CDC Mỹ nhấn mạnh kết quả nghiên cứu trên đã một lần nữa ủng hộ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 bào chế theo công nghệ mRNA cho tất cả những người đủ điều kiện tiêm phòng từ 5 tuổi trở lên. Số cuộc hôn nhân giảm có thể làm trầm trọng khủng hoảng dân số ở Trung Quốc, làm dấy lên lời kêu gọi giảm độ tuổi kết hôn hợp pháp, hiện là 20 với nữ và 22 với nam. Bộ Nội vụ Trung Quốc hồi tháng 2 báo cáo 7,63 triệu cặp vợ chồng đăng ký kết hôn năm 2021, thấp nhất từ năm 1986. Theo Cục Thống kê Quốc gia, Trung Quốc ghi nhận 10,62 triệu ca sinh năm 2021, giảm 11,5% so với năm 2020. Tổ chức nghiên cứu dân số Dục Oa kêu gọi Trung Quốc giảm độ tuổi kết hôn hợp pháp, hỗ trợ chi phí sinh nở, giáo dục, nuôi dưỡng con cái cho các cặp vợ chồng để có thể thúc đẩy tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đối mặt với lời kêu gọi giảm độ tuổi kết hôn nhằm tăng tỷ lệ sinh. Tuy nhiên, các nhà nhân khẩu học cho biết, ngay cả khi giảm quy định độ tuổi tối thiểu, xu hướng người trẻ trì hoãn kết hôn khó có thể bị đảo ngược trong bối cảnh đô thị hóa, chi phí gia đình tăng cao.